Dev tham gia show của nữ idol Sakura, cộng đồng chờ đợi màn kết hợp hài hước. Dev sẽ là khách mời góp mặt trong show Fearless Kura của nữ idol Miyawaki Sakura vào tuần sau. Đây là show cá nhân đang rất là yêu thích của thành viên nhóm nhạc Le Sserafim. Những năm qua, chương trình giao lưu giữa các idol K-pop tên tuổi và các tuyển thủ Liên minh Hàn Quốc đã dần xuất hiện nhiều hơn và được ủng hộ nhiệt tình. Tiêu biểu như T1 tham gia show của BTS, hợp tác với aespa hay màn tương tác thú vị giữa Showmaker và Sunmi. Do đó, khi Dev xuất hiện trong màn giới thiệu ở tập sau của show Fearless Kura, nhiều fan đã rất hứng thú. Sakura là nữ idol người Nhật, chính thức gia nhập K-pop năm 2018 và nhanh chóng có lượng fan đông đảo. Không chỉ tài năng, cô nàng cũng gây ấn tượng với tính cách hài hước. Do đó, show cá nhân của cô luôn được quan tâm khi mỗi tập đều có chủ đề và hoạt động khác nhau. Cô nàng sinh năm 98 cũng rất yêu thích tựa game Liên minh, thậm chí có lúc cày game tới 3-4 giờ sáng như một game thủ đích thực. Do đó, việc Sakura chơi game cùng Dev là điều không thể thiếu. Dự kiến tập 7 của Fearless Kura sẽ được phát sóng trên kênh YouTube chính thức của chương trình lúc 16 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2023.